chơi. Nhiêu chị? Mấy xe? Một xe. 6 xe. 5 xe mọi người. Chuyến du lịch tại An Giang nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng, dù bạn đi đâu, làm gì thì cũng phải nên ghé làng Chăm Châu Phong một lần. Một làng Chăm nổi tiếng theo tín ngưỡng Hồi giáo ở An Giang, khi còn lưu giữ rất nhiều nét văn hóa, tập tục truyền thống sau biến cố hàng trăm năm lịch sử dân tộc. Tính tới thời điểm hiện tại, An Giang có 11 làng Chăm với hơn 3.500 hộ và tổng dân số là 15.000 người tập trung sinh sống quanh khu vực hai bên bờ sông Châu Giang. Nghề dệt thổ cẩm truyền thống thường được các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tìm đến để lấy cảm hứng sáng tác nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật. Hiện tại thì tôi đang ở trên một cái làng Chăm và đang đứng ở cái chỗ thổ cẩm Châu Phong, là một cái chỗ bán thổ cẩm thủ công nổi tiếng về những cái mặt hàng rất là đặc sắc. Thì bây giờ chúng ta vô trong coi bên trong nó sẽ bán những cái gì hay ho và sẽ quay cho mọi người coi. Đây là bên trong cửa hàng gồm các mặt hàng thổ cẩm. Và đây là cô chủ nhà. Cô tên gì cô? Tấm bảng đó, tên Mắt đó. Mắt hả? Mohammad. Mohammad. Thì đây là bán các cái quần áo là rất là đẹp, là rất là đặc sắc. Nó các cái túi nè, có in giá sẵn luôn nè, 3 đô đó. Ở đây là người nước ngoài người ta vô mua nhiều không cô? Ngày nào cũng có người nước ngoài vô. Ngày nào cũng có người nước ngoài vô hết. Nhiều, có khi nhiều, có khi Ở đây là thường người ta vô đông là từ lúc mấy giờ tới mấy giờ cô? Tại không có chuẩn, tại ngày nào cũng có khi 8 giờ, có khi chiều cũng có. Thì mình không có hay giờ nào, giờ dứt nào người ta tới giờ nào mình dạ. Tiếp giờ đó. Dạ. Còn cái buổi trưa này thì hơi vắng đúng không? Dạ. Thì con đi tham quan một chút xíu. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Là sao? Đổi khăn. Đổi khăn, cái này gọi là khăn ôm nha. Khăn ôm hả? Khăn ôm. Khăn ôm. Còn đây là cô đang dệt. Cái này đang xỏ chỉ vừa go. Cái này là khăn sơ gôn. Khăn sơ gôn. Khăn sơ gôn. Khăn sơ gôn. Là này là làm đang làm vải hả cô? Làm vải sao? Đúng rồi, làm vải, làm cái sà rông mình mặc với mình may áo cũng được nữa. Mình làm được nhiều thứ lắm, ấy là thổ cẩm mình về dệt xong mình may áo, túi sách. Khăn sơ gôn. Cái này là khăn ôm nha. Khăn ôm. Là người Chăm là người ta đều đeo cái đó hết. Đeo cái đó hết. Đeo tự không? Đổi. Là đổi, đổi tự. Là bắt buộc hết hả? Bắt buộc. Bắt buộc. Bắt buộc mà. Là cái đó là người ta không cho thấy tóc hay sao? Không cho thấy tóc. Kính đáo mà, phụ nữ dân tộc phải kính đáo. Phụ nữ Chăm theo đạo Hồi là phải kính đáo. Kính đáo. Chỉ là còn có khuôn mặt thôi. Chưa đưa ra khuôn mặt thôi. Cái này như theo thấy nó giống cái kiểu Ấn Độ đúng không chị? Thì Ấn Độ thì Hồi giáo đó, Hồi giáo nó phải đổi gì rồi. Ấn Độ cũng đổi nữa ha. Thông quan đi hay sao, thông quan đi. Dạ, giờ quay chị nè. Quay chị. Là chị ngồi đây, chị đang là từ bao lâu vậy? Cái này sợi ngang của nó là 3.000 sợi. 3.000 sợi. Sài Gòn là 3.000 sợi, ngồi đang là mất là 4-5 ngày lận. 4-5 ngày luôn. Tại vì tới 3.000 sợi là sợi ngang của nó không á, cứ sợi vậy nè. Tại nó khổ 1m2, 3.000 sợi. Loại này là loại lớn. Là mình ra thành phẩm là sao chị? Ra thành phẩm là sao? Ra thành phẩm là cái sà gôn á, chút nữa. Chút nữa cho con. Cái này mình đang sợi gò. Bên kia là khăn rằn. Khăn rằn mình một ngày mình dệt được 5-6 cái. Bên đây khăn rằn một ngày là 5-6 cái. Ủa là chỉ 5-6 cái nhỏ nhỏ vậy thôi đó hả? 5-6 cái nhỏ nhỏ. Một ngày chỉ được có 5-6 cái nhỏ nhỏ vậy thôi. Sợ. Thế lúc trước lại chị cũng có đang ngồi làm cái
à, thổ cẩm rồi thì tùm lum tà la hết. Đúng rồi. À, là chia ra hay sao chị? Chia ra hay sao? Cái này là như nó năm công đoạn mới ra được một cái sản phẩm. À. Tôi nói trước là vay sợi, vay sợi mình kéo sợi dọc. À. Sợi dọc rồi mình mới ngồi sợi gò này. Sợi gò xong á mình phải quay quay vô ống này để cho cái này là con khoai, đưa vào đây là con khoai á. À. Khăn rằng á mình dệt được tới 10 màu luôn. À, tại vì màu. Mình cứ quay sợi được rồi, quay sợi được 10 cái là dệt được 10 màu. À, cứ đưa vào gì như là màu đó. Màu đó. À, mà hình như thấy người ta bán phổ biến là màu 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 đen đúng không chị? Ừ, đúng rồi, phổ biến là màu đen. À. Đen đen là phổ biến mà truyền thống đúng không? Mà thấy bây giờ người ta mang thời trang á, người ta mang đủ màu hết. Đủ màu luôn. À. Cái này là Hanserong. Hanserong. Và cô đang mang khăn ôm. Khăn ôm nha. À, khăn ôm. Khăn ôm. Khăn ôm. Có biết khăn này đẹp không anh? Biết mình mua. Còn đây là Lâm Nguyên. Mình đổi thử đi. Đổi thử mình chụp hình với phim. Chắc chắn chị, ở đây là chắc chắn chú em trải nghiệm hết cái những cái ở đây. Em phải trải nghiệm hết vòng cưới nữa. Phòng cưới nữa. À, vòng cưới luôn, wow. À, phòng cưới đó để thê quần áo nam nữ. Wow. Rồi mình chụp một bộ 30 ngàn. Năm ngoái vào Tết này em cũng có lại đây, em mua một đống khăn luôn. Dạ. Em mua hơn 1 cái em với bạn này nè. Dạ. Nhớ mà. Nhớ không? Có nhớ không? Nhớ. Có tấm hình vẫn còn chụp chung luôn. Yeah. Năm ngoái lại mặc áo sơ mi trắng, tóc dài xong 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 xong. Nhớ chưa? Nhớ đúng không? Năm nay xinh hơn năm ngoái. Có không? Xinh hơn luôn xinh hả? Xinh hơn. Xinh thiệt luôn á, nhìn ra. Nhưng mà nhớ cái giọng nói mà cái tướng. Nhớ đúng không? Cái bộ điệu. Đúng rồi, xinh hơn năm ngoái, xinh đẹp mà. Xinh đẹp hơn năm ngoái. Trời ơi, đông khách gì mà chị nhớ em luôn. Nhớ chứ. Một lát là nghỉ ra rồi. À. Em mê mấy cái này lắm, năm nào về cũng phải lại đây hết. À. Em ở, em làm ở Sài Gòn chị. À, nhưng mà quê thì ở Châu Đốc với lại ở Cái Dầu. Vậy hả? Mình có làm mấy cái phòng cưới thêm phòng. Wow, để em vô em quay thử coi. Phòng cưới là cô dâu chú rể tại ở đây á. Mẹ em tháo vàng để em ngoài đây rồi. Đây, đây là phòng cưới. Wow, đẹp quá. Ồ, đẹp ghê. Ồ, con. Và ta thê ấy thì mình bận áo chụp hình 30 ngàn. Tí nữa chị với em vô ngon chụp hình. Ở cái này là mình tự trang trí thiết kế luôn hả? Tại người chăm lúc nào có đám cưới mình cũng dựng phòng như vậy. Ồ, trời đã vậy. Dựng phòng như vậy mới. Trời, có gu. Trời có gu ghê luôn á. Trời, người chăm vậy mà có gu quá trời luôn. Trời ơi, chỗ này đẹp chứ. Ồ, đẹp quá trời đẹp. Quay lại mới được. Chỉ có hai con khủng quá. Mình... Ê, người chăm thiết kế có gu quá ha. Ok, à đây. Các bạn ơi, mình đang ở một cái... một cái giường tân hôn, phải không? Của người chăm. Trời mẹ làm sao một chút quá. YouTube đây. Báo là nội dung trùng lập. À. Ủa là đám cưới là lúc nào cũng phải dựng một cái như thế này hết. À. Là dựng xong để luôn hay là tới qua cưới mình tháo ra con? À, ba bữa mình tháo ra. Bởi vì cô đây cùng giữ cái dân tộc và bản sắc dân tộc mình làm cho nó đủ cho khách biết người chăm có nghề dệt. À. Rồi trang trí như là đám cưới phải làm như thế này. À. Đẹp quá. Đây còn có cái ngoài đây, ngoài mà cái phục nữa. Chút nữa mày. Ừ. Áo đẹp đẹp em. Cái này là áo cưới hết vậy? Cái này áo biên bộ thôi mà mình muốn chụp trên phòng cưới cũng được, áo đẹp. Mấy cái này là mình thiêu tay hay sao? Hay là có sẵn? Cái cườm á, chuyên sang. Ý là kết tay hay sao? Hay là có sẵn? Cái này mình. Cái này sẵn đúng không? Nó sẵn. À sẵn. Cái này mình làm. À cái này là tay. Cái này là tay. Sao em mặc mấy cái này? Trời ơi. Mặc
sao? Làm ta đẹp má, làm như là mình giả làm phụ nữ dân tộc. Phụ nữ dân tộc Chăm mà. Chút có bộ nào đẹp nhất đưa ra cho em mặc nha. Nó ở đây bán đủ thứ luôn, bán đều có để giá sẵn, mà cái này là giá dành cho người nước ngoài. Cô cho con dẻ Hanna nha. Siêu cái chị con dẻ Hanna thì chút dẻ Hanna nha. Dẻ Hanna. Dẻ Hanna. Giá thôi, giá hữu nghị nha. Rồi chị em mình biết nhau lâu rồi. Cái này tới 8 cây bằng đạp nha cây cư dân. Cái này học có khó không chị? Cái này đầu là phải khó chứ, mình phải nhớ cây đạp á. Dạ. Nó loại 8 cây. Cũng là khó học cỡ 3-4 tháng là. 3-4 tháng. Tại nó 8 cây mình đạp qua bên đây tới vòng nữa là mình được một kho quan này. Cái này mình làm mai thứ sắp mình áo. Ai thì đúng rồi. Nó chị đang đưa con thoi qua để mà dệt à. Ủa em thấy có chỉ đen nữa. Chỉ đen phải không? Nhưng mà em đâu thấy con thoi đen đâu chị. Con thoi là màu đỏ ha. Chỉ đen là nó nằm. Nằm sẵn. Sẵn trong mình... À là chị xó sẵn đúng không? Xó sẵn rồi, chỉ cần mà chị đạp thôi. Chị đạp nó sẽ lên hoa văn. Cái này chị đạp màu trắng. Cái đen, cái này màu đen ha. Nó lên màu đen. Đó. Cái này là hoa văn càng chi tiết thì nó sẽ càng mất thời gian hay sao chị? Mất thời gian nhiều hơn. Còn hoa văn kiểu cơ bản thì nó nhanh hơn. Nhanh hơn, còn là kia là có hai bằng đạp thôi. Loại này tới 8 cây đạp. Nếu mình đạp lên nó sẽ ra hoa văn này nè. Cái này dịch này nó màu đỏ đi. Nó ra màu đỏ ha. Rồi bắt đầu ra màu đen. Mình phải làm sọc như vậy. Mới nó ra một cái hoa văn như vậy nè. Đầu mình đi hoa văn mới nữa. Là mình đạp như vậy là khoảng mấy mét chị? Mấy mét rồi cái tấm này? Cái tấm này mình làm mấy trăm mét luôn. Mấy là cứ đạp hoài đạp hoài. Cứ đạp hoài đạp hoài luôn. Rồi xong nó cuộn vô đâu chị? Nó cuộn vô đâu? Cuộn vô đây luôn. Cuộn vô đây đầy mới cắt chứ. Đầy vô đây rồi xong mình cắt. Mới cắt ra. Tại vì cái này mình bên khách sạn nó đặt mai áo á, nó khách sạn hả chị? Khách sạn đặt nó đặt tiền mai áo. Mình cứ dệt luôn luôn cho hết một khung này mấy chục mét, mấy trăm mét nữa. Rồi xong rồi, ví dụ dư mình sẽ làm cái khác. Dư mình sẽ mai túi sách, bộ ví. Cái nhỏ nhỏ đó mình làm bằng sổ cẩm này nè. Mới có hoa văn như vậy nè. Hồi đó em qua đây thì có bên kia thôi, bây giờ mở rộng qua thêm bên này. Lượng khách ở đây chắc cũng đông á chị. Lượng khách ở đây đông mà cũng đông. Một ngày nào cũng đón khách mà. Tại giờ người ta thích mấy kiểu này lắm. Tại vì nó truyền thống á. Kiểu này kiểu truyền thống, cái này là hơn 100 năm rồi, nghề truyền thống này. 100 năm. Là bây giờ người ta quay lại truyền thống hết rồi. Truyền thống rồi, tại vì mình làm thủ công á, mình làm bằng tay. Mình yêu nghề dữ lắm á, mình mới còn giữ nghề tới bữa hôm nay. Khách lại tham quan. Tại bây giờ cái này cũng hiếm á chị. Hiếm lắm. Không có ai còn giữ nghề nữa đâu. Chứ là bên nhà chú mua hâm ấp đó còn giữ nghề. Thì làm ở đây cũng từ năm 2001 chứ bây giờ. Cũng giờ là 2020 vậy là cũng gần 20 năm vậy. Là dệt này chỉ có mình chị dệt hay là ai nữa? Dệt 5-6 người chứ. Mà để cũng là để nhà người ta qua đây làm. Em nhớ là lần có nhiều người mà sao bây giờ sao thấy có mình chị vậy? Tại người ta chưa qua. Người ta chưa qua chứ. Làm nó
con số khung mà để nhà người ta bận rộn nó qua không được đó. Dạ. Nấu cơm gì để nhà ta. Dạ. Tại vì này có cái chị kia mà chị kia kêu qua. Ừ. Đã được một bông thôi đó. Để cũng vô nè, cũng vô như vậy nè. Để, cũng vô như vậy. Này là sao chị? Này là cái này mình quấn vô. Quấn giải mình dệt đầy cái này mình phải quấn vô. À. Cái này là chỗ này là chứa giải. À. Bên kia xả ra bên đây quấn vô chứa giải. Đây cái này là được 20 mét đó. Dạ. Này làm quen chứ cô không mệt lắm không chị? Chị quen rồi cũng không mệt lắm. À. Mà chị nhớ nữa. Chị không có về dịch sai để nhớ. Phải tập trung đúng không chị? Tập trung. Là nãy giờ là em làm chị mất tập trung rồi đó. Đúng sao chị về lâu năm rồi. Người nào chị cũng tao đón khách qua du lịch. À. Ủa mà mình chỉ đang qua đăng lại con thôi mà là nhớ gì chị, mình nhớ gì? Nhớ từ là số mình giờ số 1 tới số 6. À là đạp ở dưới hả? Đạp ở dưới. À đạp ở dưới. Trên cái đạp nè. Ờ. À. Vậy là chắc phải nhảy lắm á. Đây đây là khu đạp ở dưới. Có bao nhiêu cây là bao nhiêu số? Bao nhiêu số? Ờ. À. Rồi mình đạp từ số 1 á ha. Ờ. À. Số 1 á. Số 2. Phải đạp hai chân luôn ha. Ờ, đạp hai chân luôn. Giống như piano á chị. À. Chắc chị piano là chị chơi piano là chắc cũng dữ dằn. Không, mà em thấy cái này nó phức tạp hơn á. Phức tạp hơn. À. Cái này rất là phức tạp. À. Piano nó có hình như 3-4 cây à. 4 cây. Trời ơi, còn này 9 cây à. 8-9 cây. À. Mình mới nhớ nhưng mà nó lộn là mình đạp sai số. Cái này chị cũng quen là chị quen ngày nào cũng tiếp khách đó chị cũng về được là chị trở về từ là con số 6 trở về đến số 1 lại. Dạ. Số đường hoa văn một cái bóng hoa. Dạ. Cái này là hoa, hai cái bóng hoa mới định cho màu sắc vô. Dạ. Yeah. Rồi đếm qua em đi chị. À. Chị đang làm gì chị? Đang này khăn rằng hả chị? Cô với cho cô mượn vòng vàng cô đeo cô. Vòng vàng để cô đi chợ cho đốc cô mua vòng vàng cho. Cô cái khăn nào lèo lẹt không cho em mượn em quấn đi. Cho em mượn khăn nào kim tuyến, kim ơ, đồ à, chiếu thiệt chiếu. Nào chiếu thiệt chiếu á chị. Đây là chiếu nhất rồi đó hả? Thôi cái đó đi, cái đó đi. Cái này còn màu khác không chị? Cái này hết rồi, còn chiếc là chỉ có cái này thôi đúng không? Ừ, thử coi, thử. Cái này thì đẹp rồi đó mà phải này màu tím mà ok. Màu tím có kiểu này mà màu tím. Mà em thích cái này nè. Ôi cái này lỏng lại lắm. Rồi giờ chụp tấm hình ha. À, giờ chụp tấm hình. Ê ta son em ta son. À. Đưa đưa cái son, đưa cái son. Ở ngoài chỗ nào chỗ nào và tôi đang trong trang phục cưới của người chăm hôm nay làm lố một bữa mọi người thấy thế nào. Đây là cô dâu chăm. Hãy đi vô phòng cưới của tôi nào. Đây là cô dâu chăm
hai chị em hôm nay cưới chung ngày mà chưa tìm ra chú rể. Có anh nào không hốt hai tụi em vậy? Hai tụi em ngồi tắm rửa sạch sẽ, ngồi trên giường đợi ráo nước nè. Đây là phòng cưới. Đó, xin lại chị, tụi em quay gần lại. Đây là phòng cưới của hai chị em. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi đợi ráo nước. Có mày đợi hả? Chị không có đợi luôn á. Không biết có anh nào lễ hốt không? Rồi, ok. Hi guys, welcome back to my channel. Thì đây là gia đình người chăm của tôi. Hôm nay thì tôi là cô dâu cưới. Và đây là mẹ, còn đây là mẹ đang đưa chị con dâu vô phòng, động phòng với chú ghệ. Và đang đợi chú ghệ lại. Mà sao nãy giờ đợi lâu quá không thấy chú ghệ lại. Lớp makeup đã trôi gần hết rồi. Và đây là bà nội. Còn đây là chị gái. Nó đang mọi người đang nôn nước náo nức để đợi cô dâu động phòng. Thì mong mọi người ủng hộ cho làng của chúng tôi, làng chăm của chúng tôi ở đây là làng chăm Châu Phong, ở địa chỉ đó như các mẹ. Nói đi. Ở 111 tổ bố ấp Vũng Xoài, xã Châu Phong. Okay. Tổ 111, tổ bố ấp Vũng Xoài, xã Châu Phong. Thì mọi người hãy đến đây và ủng hộ gia đình của chúng tôi. Bye.